Kế phiên ngày 12 tháng 12, thanh khoản 13.526 tỷ, giảm 19,74 điểm xuống còn 1.032 điểm. Viên 30 giảm 27,66 điểm xuống còn 1.037 điểm. Cơ hội cho những nhà đầu tư chốt lời và dành tiền cho những cái nhịp sau. Đúng không? À, với cái dòng tiền của VN Index như này thì cơ hội còn rất là nhiều. Nhưng hôm qua video tôi phân tích mọi người những cổ phiếu chưa vi phạm mẫu hình dòng tiền thì chỉ khuyến nghị mọi người cầm thôi. Còn hôm qua chỉ có khuyến nghị mọi người mua con NVL. Đúng không? không biết là vô tình hay hữu ý mà nhưng mà vừa video hôm qua phân tích hôm thứ sáu thì còn kê sàn đến 90 triệu cổ phiếu và hôm nay tăng trần từ đầu phiên luôn không biết vô tình hay hữu ý mà lên video khuyến nghị mọi người mua với hôm qua rất là hiếm khi tôi cho mọi người những cái kèo kiểu như vậy kiểu như là nếu mà sàn là tôi mua khoảng một tháng nữa quay trở lại đây nếu mà không lãi thì cứ vào đây nói gì cũng được đó Để là hôm qua các bạn ở trong nhóm đặt từ đầu phiên À, à đặt, đặt từ đầu phiên rồi thậm chí là từ tối hôm hôm trước à, Tối hôm qua đã đặt NVL rồi Mua ATO NVL tăng từ đầu phiên luôn Thật ra nếu nó vào sàn thì tôi mới mua Nó cứ vào form của mình thì mình mua Không thì thôi Mọi người bảo là không mua được thì có tiếc hay không Tiếc cái gì Dòng đầu cơ này thì tiếc cái gì Chẳng qua là lên video Chia sẻ với mọi người là những Những cái bạn mà lỡ đang cầm NVL chẳng hạn Đúng không Lỡ đang cầm NVL thì các bạn có thể tiếp tục các bạn nắm giữ bởi vì nó nó đã giảm đủ và dòng tiền kiểu như này thì sớm muộn gì nó đảo chiều thôi đấy là lên cho những cái bạn mà tránh trường hợp mà các bạn lơ các bạn bán mất nvl đi đúng không? Tội ít nhất là canh ngày mai hoặc ngày kia thì các bạn canh bán nvl vẫn hợp lý khả năng nó phải tăng được tầm đánh giá về hai hai phía nữa nó à, cũng nói vui với mọi người tuần trước là NVN nó giảm sàn này có khi khi quay đầu có khi thị trường lại giảm mạnh giảm mạnh và hôm nay hôm nay đột phiên vnex tăng rất tốt nhiều cổ phiếu tăng trần nhiều cổ phiếu tăng trần thậm chí dòng bất động sản hay dòng đầu tư công hay là gách chẳng hạn đầu phiên thì có những lúc tăng trần Và kết phiên lại giảm mạnh bởi vì khi mà về mặt phân tích kỹ thuật về vn index nó diễn biến tiêu cực ấy, thì những nhà đầu tư hoặc là những cái người môi giới thằng chẳng hạn thì người ta sẽ khuyến nghị nhà đầu tư người ta bán hết bán hết thật ra cái vấn vấn đề ở trên thị trường cái giai đoạn này tại sao cái lực bán nó mạnh như vậy bởi vì là lãi quá nhiều rồi người ta chốt lời thôi ngay cả trong nhóm như vậy thôi trong nhóm cũng như vậy thôi rất là nhiều cổ phiếu lãi đến bốn mươi năm phần trăm thậm chí là ăn hai vòng như con nam kim chẳng hạn biên lợi nhuận nó quá nhiều Ý stb ăn hai vòng nhiều bạn thấy bảo ừ, vòng thứ hai ăn chục phần trăm này ngon rồi chốt lời đúng không chốt lời bảo chốt lời không có vấn đề gì cả bởi vì lên trên cái vùng này mọi người chốt lời thoải mái không ai gán gì cả đúng không không ai gàn cả nam kim tôi còn cho mọi người chốt luôn để dành tiền mua giờ ngày hôm nay nếu có ra sàn đấy nhưng mà nó không biết vô tình hay hữu ý mà vừa video hôm qua phân tích bảo hôm nay múc NVN và khuyến nghị mọi người trên YouTube là mua NVN thì cuối cùng hôm nay là tăng trần từ đầu viên luôn đấy thế cuối cùng nó có mua được đâu tôi không mua được nó chưa không vào form mình không mua dòng đầu cơ mua được thì mua không mua thì thôi mà mọi người có những bạn thì chẳng qua là mình phân tích trên này để cho những cái bạn mà cầm lỡ có cầm cổ phiếu này thì các bạn tự tin hơn thôi nhá mọi người nhá ok Khối ngoại thì hôm nay vẫn tiếp tục mua dòng hơn 436 tỷ, tập trung mua nhiều DGC, SHB, VB Bank, LRT, MSN, FBT, CTG, SAB. Họ bán ra nhiều Hòa Phát, VNM, VRE, VSM, KDH. Với thị trường và dòng tiền kiểu như này thì cơ hội còn rất là nhiều, đặc biệt cho những nhà đầu tư mà đã chốt lời và đang cầm tiền. À, nhiều khả năng ngày mai thì thị trường của mình sẽ tiếp tục uh, giảm đấy bởi vì uh, hôm nay lực bán với cổ phiên mạnh mà thường thường nó sẽ mô sang ngày hôm sau Thị trường thế giới thì cũng đang phân hóa rất là mạnh Châu Á thì có Hàn Sen giảm đến 2,2% Sự châu Âu đang giảm nhẹ Thị trường Mỹ thì tích cực hơn đang tăng Nasdaq tăng 0,32 Dow Jones tăng 0,2 MB500 tăng 0,3% Và vẫn chưa kết phiên Ok, đi sâu vào phân tích các mã để xem thị trường của mình xấu tốt ra sao Và mọi người nhấn like nhé Like cho vui à, VNX Ừ, thì, thì, thì nhiều khả năng là sẽ về test lại vùng 10-20 rồi Đó cái M20 thì quanh quanh lại giảm thêm tầm 20 30 điểm nữa. Cái form này thì thường là form giảm điểm mọi người, form giảm điểm. Nhưng mà có thể là là trường hợp như thế này mọi người nhé có thể là giảm chỉ giảm ngày mai thôi, bắt đầu là thứ tư bắt đầu nó sẽ có những nhịp hồi phục hồi phục kỹ thuật, gọi là kỹ thuật thôi. Có nhưng mà những có những cái mã nào mà nó khỏe hoàn toàn nó có thể tăng mạnh luôn trong những cái nhịp hồi phục kỹ thuật nhẹ như vậy. Đấy. Cho nên là nếu mà các bạn muốn lướt lướt la thì các bạn để canh xem ngày mai có thể xem tôi xem ký và dòng tiền như thế nào thì tôi sẽ khuyến nghị mọi người trong phiên ngày mai những cổ phiếu mà có thể tham gia mua được còn nếu mà diễn biến tiêu cực hơn hay dòng tiền nó thoát ra quá nhiều thì thôi mình mình đợi đi nhá đợi vì anh đấy trở lại với cái vùng cân bằng có thể nó sẽ phải xử lý nó về vùng test vùng hỗ trợ của tầm 2 đến 3 phiên bắt đầu nó sẽ có một cái xu hướng tiếp theo cơ hội còn nhiều mọi người dòng tiền như này các bạn yên tâm là là lái nó chưa ra ra tiền kịp đâu nhà đầu tư FOMO gì cái vùng này toàn là nhà đầu tư chốt lời phiên ngày hôm nay FOMO gì nó phải để cho nhà đầu tư FOMO cơ còn vấn đề mà các bạn mà cầm trung hạn nhá thì những cái cổ phiếu là đang có dòng tiền tốt thì các bạn cầm trung hạn thoải mái kể cả dòng bất động sản tôi đánh giá xét về mặt mà mà ta ghét của đó tôi đánh giá nhiều cổ phiếu vẫn chưa đạt đó, chưa chưa đạt cho nên là nếu mà cơ hội mà về những cái vùng hỗ trợ sắp tới mà dòng tiền tốt ấy, nếu mà lái nó không thoát tiền ra thì mình có thể xào vòng nữa đúng không? cơ hội nhiều lắm mọi người hôm qua phân tích với mọi người đấy và những cái phiên hôm hôm, hôm thứ năm thứ đấy những cái phân tích mọi người cơ hội thì còn rất là nhiều không việc gì mà phải phô mô cả ngay cả trong phiên ngày hôm nay thôi mọi người đòi mua rất nhiều nhưng mà tôi không khuyến nghị mọi người mua mua thì mua từ sáu thứ năm rồi đó. những cổ phiếu mua thì thậm chí như của con gách chẳng hạn tăng cả trần luôn đó. mà nó bởi vì là phân tích ở trên vùng này khuyến nghị trên vùng này nó đã phân tích với mọi người là cái vùng này là vùng rủi ro biến động nó rất là mạnh cho nên là mình mua thì mình phải mua đúng điểm để chừng ít nhất thì mình nếu mà có lỗ chỉ lỗ nhẹ thôi. Còn ông mà cứ mua đuổi mua cái thì có thể là thời gian tới có những những cổ phiếu mà các bạn lỡ, các bạn đu hoàn toàn các bạn có thể lỗ tầm 15 đến 20%. Đấy thì lúc đấy những nhà đầu tư uh, nó rung rũ, thứ nhất là để cho những nhà đầu tư chốt lời, có những nhà đầu tư kẹt trên này người ta không chịu được lỗ người ta bán đi. Đấy nó xào lại vòng mới. Dành tiền nó xào lại vòng mới. Đấy các bạn phải hiểu cái bản chất như vậy cho nên đầu tư chứng khoán ăn nhau ở điểm mua ông nào mua thấp thì lên trong cao bán biết đủ là đủ đó biết đủ là đủ trong nhóm đấy chốt dg ờ, anh vũ cho mọi người chốt dg thì cũng rất là ngon tôi cho mọi người chốt nam kim từ thứ sáu tưởng là chốt non nhưng mà bởi vì sáng nay con nam kim nó tăng được một hai phần trăm mà nó tưởng chốt non rồi cuối cùng đấy kết phiên đấy các bạn xem đó đầu tư chứng khoán đôi khi mình nên biết đủ chứ đừng quá quá kỳ vọng gì cả còn tiền là còn cơ hội không việc gì mà phải, phải phải phải, quá vấn đề chốt âm kim để chuyển sang những cổ phiếu có dư điện nhiều hơn như NVL chẳng hạn như hôm nay có, có mua được đâu có mua được thì thôi có vấn đề gì không? còn tiền thì mình sẽ còn những cái cơ cơ hội và thậm chí mua những cổ phiếu mang tính chất an toàn hơn thì thời gian tới mọi người nhé thời gian tới thì mình chọn ra những cổ phiếu mà báo cáo tài chính quý 4 nhiều khả năng là tốt cái dòng chứng khoán thì đặc thù của nó là thị trường xấu là nó sẽ giảm rồi không phải bàn nhiều làm gì cái dòng chứng khoán nhưng mà cái kỳ vọng của nó khi mà thị trường trở lại trạng thái cân bằng nếu mà để các bạn phải chú ý thật kỹ ở dòng chứng khoán chú ý thật kỹ dòng này nó mà cân bằng tốt là các bạn tham gia các bạn xào vào mới dòng chứng khoán được đấy bởi vì là báo cáo tài chính quý bốn nó tốt mà thứ hai là dòng thủy sản dòng cả những cái dòng đó thì báo cáo tài chính quý bốn nhiều khả năng vẫn còn tốt thì các bạn cân nhắc những dòng đó nhưng mà các bạn phải xem thật là kỹ vấn đề dòng tiền để xem là về những cái vùng mà hỗ trợ của nó cân bằng tốt không xử lý tốt không hay đã thủng cả vùng hỗ trợ Đúng không còn bạn nào đợi thì các bạn đợi cả những cái chỉ báo về phân tích kỹ thuật nó đạt thì mình bắt đầu mình mua đúng không? Đấy, VNX thì chart giờ của nó đang khá là tiêu cực này, nó chart giờ đang khá tiêu cực này. Nó đang xây nền và thủng nền này, nó MACD thì phân kỳ âm. Nếu mà mai giảm thêm tầm quá 20 điểm nữa thì nói chung là cơ hội thì cũng nhiều nó chắc. vấn đề cái chat giờ này thì nó nó chỉ trong ngắn hạn thôi mọi người chủ yếu là mình xem chat ngày đó chat ngày nó về test vùng hỗ trợ nó bắt đầu tích lũy luôn đấy tôi nghĩ là nó có thể là giảm cùng nắm mà chỉ về đầu phiên thứ tư nếu ngày mai giảm mạnh đi nhá mọi người nhé giảm mạnh thì đầu phiên thứ tư tôi đánh giá nhiều cổ phiếu cũng có thể mua được thậm chí là ngày mai tôi đánh giá một một vài cổ phiếu cũng có thể cân nhắc mua được nhưng mà để xem dòng tiền như thế nào thì tôi sẽ khuyến nghị mọi người nhá Hoặc, hạn chế fomo <laughs> ok à, phân tích cổ phiếu đi hôm qua phân tích với mọi người những cổ phiếu nào mà rủi ro hay là trên vùng cao rồi thì mình hạn chế mình mua Đấy, ông cả ông cứ mua đuổi xong rồi cuối cùng lại lộ lòi ra đây DG này Tổng bất động sản thì tạo mô hình hai đỉnh quay đầu Đó, tạo mô hình hai đỉnh quay đầu rất là nhiều cổ phiếu Hôm qua phân tích của mọi người là treo cổ như vậy mà nó không giữ được giá tham chiếu của giá xanh chẳng hạn hoặc là giảm quá một thì sẽ rất là tiêu cực bởi vì nó, nó tạo nến treo cổ về mặt nến xấu cũng như là cái form mẫu hình là mẫu hình hai đỉnh mô hình hai đỉnh là cái mô hình gọi là khá là truyền thống của thị trường việt nam cứ gặp mô hình hai đỉnh là phải đầm sáu mươi bảy điều chỉnh đặc biệt là trên vùng 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 cao trong một quá trình đi đi lên thì gặp cái form mẫu ngay đỉnh là mọi người nên hạ bớt tỉ trọng xuống thậm chí bạn nào tự tin hơn có thể chốt có những cổ phiếu đấy phá vỡ cái được cái mẫu hình đó đúng không? ví dụ như dòng xây dựng hôm qua phân tích mọi người có thể giữ được dòng xây dòng xây dựng này hbc này hbc thì không không bứt phá quá mạnh nhưng mà còn ctd phá vỡ được này. ctd phá vỡ được nhiều cổ phiếu phá vỡ được mẫu hình ngay đỉnh Nghĩa là bứt thoát được nền luôn ctd sắp tới gặp vùng kháng cự mạnh này nó cũng phản ứng. Con này thì nhìn cái form dòng tiền này thì khả năng là các bạn mà đợi những cái nhịp rung nắp của nó thì xem cân nhắc một hai phiên thì các bạn có thể làm ra các bạn mua được form của ctd Nên trên vùng này kháng cự cũng nhiều rồi hạn chế mua đuổi mọi người nhé ví dụ ngày mai tăng trần chẳng hạn thì các ông hạn chế mua đuổi đợi những cái nhịp xuống rút tích lũy lại thì mình có thể cân nhắc mình phô mua sau nhé. cái form này đang rất là rất là khỏe ctd đang rất là khỏe rất chân cứng ngày hôm nay. đấy là dòng xây dựng bất động sản thì các bạn đợi nhịp cân bằng trở lại nhé có gì tôi sẽ khuyến nghị mọi người cái nhịp sau nhé tích cái nhịp sau à, khuyến nghị nhịp sau đội này nó phải tích lũy lại tầm 3 đến 5 phiên ấy. <laughs> có thể nó giảm ngày mai xong ngày thứ tư nó hồi một nhịp xong nó phải lình xình lình xình một lúc một một thời gian rồi bắt đầu mới trở lại trạng thái tăng được đội này thì mình gọi là mình chưa lên chú ý trong ngắn hạn hôm nay có khuyến nghị mọi người một mã đó BSR bởi vì nó xây nền nó chắc như này thì tôi dự kiến là hôm nay nếu những cái cổ phiếu kia nó điều chỉnh thì khả năng đội dầu nó sẽ có những cái cổ phiếu nó chưa tăng thì tôi đánh giá là nó sẽ tăng Mình cái mua cái vùng này. Hôm nay khuyến nghị mọi người mua 14 đó, 14 40. 14 40. Đấy, BR mua 14 40. Hôm nay kết phiên về giá tham chiếu có nên rút tích lũy 1 2 3 4 phiên này. Thời gian tới không tăng là mình <laughs> có khi là mình phải bán đấy. Bởi vì đội này tích lũy đẹp mẫu hình tốt thì phải tăng luôn chứ đừng có kiểu là lình xình lình xình à, bất động sản thì mình tránh một đoạn nhá. bất động sản mình mình tránh Còn tầm 23 phiên tránh tầm 23 phiên để nó nó tích lũy lại đi nhá. tầm 23 phiên mình bây giờ tìm những cái dòng khác hoặc là các bạn đợi kiên nhẫn đi cẩn nhấn khi mà VN nó trở lại trạng thái cân bằng thì mình mua tất nhiên bất động sản nó không chết được luôn đâu mọi người không chết được luôn đâu nó sẽ còn còn một trận nữa nó, nó sẽ còn một trận nữa cái nhịp này gọi để cho những nhà đầu tư chốt lời thôi đến cho những cái ông mà bắt để ăn đỉnh hai đến ngày mùng tám tháng 12 con xeo là vẫn cho nhà đầu tư chốt lời mà mọi người nó vẫn cho cho chốt lời chiều nay vẫn cho chốt lời thoải mái nó vẫn cho chốt chiều nay nó vẫn còn tăng tầm 3 đến bốn phần trăm thì các bạn ví dụ bắt cái mùng tám tháng 12 thì các bạn ăn cả hơn hai mươi phần trăm hơn hai mươi phần trăm con này xào được hai vòng ngon sao xào hai vòng rất là ngon xeo cho nên bất động sản mà đánh kiểu này thì mình phải đợi thôi bạn nào mà cứ ham ham bắt đáy sớm là có những trường hợp nó test sâu đấy mọi người có những trường hợp ví dụ như các con xeo này hoàn toàn nó có thể test về vùng 13 ba, quanh quanh vùng 13 đấy cho nên là các bạn đừng có quá chủ quan các bạn mua sớm là dễ thua lỗ sâu cứ đợi cho nó vùng này cân bằng kể nó khỏe đi kể cả con con xeo này nó khỏe thì nó phải tạo cái vùng cân bằng của nó nó phải mất tầm ít nhất cũng phải hai ba phiên tạo được cái vùng cân bằng quanh quanh vùng này thì lúc đấy mình cân nhắc mình mua lại sau chứ đừng mua sớm mọi người nhắc chứ đừng mua hạn các bạn thích quá thì các bạn chỉ mua tầm năm phần trăm mua sớm thôi còn là chốt lời thì ok rồi bất động sản thì về chat giờ các thứ thì bất động sản phân kỳ âm từ lưa rồi DG, sell DG phân kỳ âm ok để phân kỳ âm chat giờ thôi còn chat ngày thì nó vẫn bình thường à, dòng bất động sản nhé dòng chứng khoán cũng vậy nhé dòng chứng khoán đợi một uh, các bạn kiên nhẫn đợi một thời gian đi dòng chứng khoán ssi tổng chứng khoán mọi người kiên nhẫn một thời gian đi mạng này, lag này. ok hôm nay phân tích vậy đi mọi người nhé mạng đang lag này thì các bạn muốn hỏi anh người nào các bạn bình luận phía dưới nhé tối sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người nói chung với thị trường này thì um, các bạn nên kiên nhẫn nhé khi mà với những cổ cổ phiếu nào về vùng hỗ trợ và xử lý tốt thì mình sẽ cân nhắc mình mua cho nhịp sau còn uh, dự kiến là ngày mai thì tôi nghĩ dòng dầu khí có thể là những cái dòng mà nó đi ngược lại thị trường à, hoặc là những cái cổ phiếu như dòng bảo hiểm chẳng hạn nó thậm chí là giống như cái dòng banh nó sẽ hồi kỹ thuật mọi người có những cái cổ phiếu nó sẽ hồi kỹ thuật nó đỡ lại cho thị trường dòng chứng khoán thì cũng vậy thôi nhá nó đang tích lũy cũng đang tích lũy đội này nó, nếu mà khỏe đánh kịch bản kịch bản khỏe thì nó ngày mai nó phải giữ quanh quanh giá tham chiếu giá xanh Đóng. Nó cũng tăng sốc tăng thốc rồi để cho những nhà đầu tư chốt lời là chuyện rất hết sức bình thường mọi người hết sức bình thường cho những nhà đầu tư chốt lời đi để mà nó làm trận trận mới chứ còn với cái dòng tiền kiểu như này thì các bạn yên tâm là là lái nó chưa thoát được à, chưa chưa thoát được hàng đâu mọi người cho nên là trận sau nếu mà các bạn mà tham gia mua cũng là một cơ hội rất là lớn đấy chứ không phải bởi vì đây là có như sóng một đi sóng một gọi là kết thúc vnx khó có thể làm mà đánh kịch bản khỏe nên để mà vượt qua vùng 1100 trong ngắn hạn. Nó cũng phải xử lý cả mất 2 đến 3 à, 2 đến 3 phiên nhá mọi người nhé về vùng hỗ trợ test lại 2 đến 3 phiên. <laughs> Sau đó sẽ có một cái nếu mà tôi theo tôi đánh giá thì từ đây đến cuối năm thì cũng bứt được qua vùng 1100 thôi. Đó. Các bạn đừng có quá quá bi quan với thị trường này. Với dòng tiền mà chen nó đẹp như vậy thì các bạn không nên quá bi quan đâu. Quan trọng là cái điểm mua của mình như nào thôi. Điểm mua xấu thì đang lỗ ngắn hạn những dòng chứng khoán này nhiều bạn hỏi trên YouTube rồi tôi bảo mọi người cũng hoàn toàn có thể chốt lời. Thực hiện hóa lợi nhuận chứ, không? Mình phải ăn vài vòng. Mà ăn vài vòng, còn bạn nào mà cứ cầm 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 trong cái thị trường nó biến động mạnh như này thì nhiều cổ phiếu đã đặt ra ghét rồi cầm thành ra mình mất lãi, mọi người, mất lãi, mất nhiều đấy, không phải ít đâu mọi người. Nó cứ giảm sàn như kiểu dòng bất động sản như sàn, ví dụ sale chẳng hạn mỗi ngày nó làm 10% tiếc lắm mọi người. Cho nên cái vấn đề mà mình không biết đủ mà mình cứ quá kỳ vọng thành ra là đôi khi đang lãi thậm chí là thành lỗ luôn. Bây giờ nhá cái kịch bản à, mình phân tích là xu hướng trung hạn là tích cực nhưng mà lỡ mà lái nó thoát thoát hàng ra chẳng hạn, nó thoát hàng xong rồi mà nhà đầu tư xuống cái vùng dưới mà nó bắt đáy nhiều chẳng hạn nó thoát hàng được luôn, thế nó úp cho nó xuống, đúng không? Đói, coi như là vùng này là cũng vùng hồi phục rất là tuyệt vời rồi, xong rồi uh, dài những cái tin của thị trường thế giới rồi biến động về nói chung là rất là nhiều yếu tố, thiếu thoát được hàng xong nó úp úp luôn thì kịch bản lúc đấy lại cái trường hợp mà bạn các bạn mà chậm cầm trì cầm trạc thì lại thành đang từ lãi thành lỗ cái khổ lắm cho nên mình đôi khi mình phải nên thực hiện hóa lợi nhuận trong nhóm đấy khi mà thực hiện hóa lợi nhuận dòng thép xong thì cũng có nhiều bạn nhắn riêng bảo anh ơi em thấy thép nó vẫn còn tăng như sáng nay chẳng hạn nó vẫn tăng một hay hai phần trăm đấy cũng nhắn bảo anh ơi em thấy chốt thép không hợp lý đúng. thì cuối cùng các bạn xem cuối phiên ví dụ con nam kim chẳng hạn đúng không Nam Kim, Nam Kim hay Hoa Sen chẳng hạn nó giảm nguy gần sàn. Cho nên trong đầu tư chứng khoán thì mình nên biết đủ thôi. Cái form mẫu hình hai đỉnh của thị trường Việt Nam nó tương đối truyền thống. Cứ gặp mẫu hình hai đỉnh mà trên vùng cao là tầm cứ 60 70% là hay điều chỉnh mạnh. thường thường lại còn giảm sâu nữa, giảm hai phiên sâu rồi lên test vùng đỉnh không thành công nữa, bắt đầu quay đầu. Nhà đầu tư người ta đánh mẫu hình hai đỉnh nhiều lắm mọi người. Cho nên là đôi khi đầu tư mình nên biết đủ. Đúng không? Tất nhiên Nam Kim nhá, à, dòng thép là một này, dòng chứng khoán là hai, dòng bất động sản tôi nghĩ vẫn còn một trận nữa đấy theo cách nhìn của tôi về dòng tiền thì tôi nghĩ vẫn còn một trận nữa nhưng mà mình phải chọn cái điểm mua thế nào cho nó tốt để tránh mà mình bị lỡ mà dính vào cái điểm mua quá cao nhá mọi người nhá ok các bạn muốn hỏi mạnh nào các bạn bình luận phía dưới Tối sáng ngày mai mình sẽ trả lời mọi người